Với cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 16 tháng 3 năm 2020. Và trên màn ảnh nhỏ quý vị thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong hai chiếc tủ rượu của anh. Hai chiếc tủ này thì có một chiếc là của anh Thắng ở tại thành phố Thanh Hóa. Thì đây là hình ảnh tổng thể của hai chiếc tủ đây. Với kích thước như sau là chiều cao phủ bì đến nóc là 2m1 và chiều sâu là 60. Và toàn bộ chúng tôi sử dụng là chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu Nam Phi. Thì đây là tôi sẽ quay từ tổng thể của chiếc tủ rượu này cho quý vị hình dung được cái sản phẩm. Tủ rượu góc thì thường ta sử dụng là kê vào một góc nào đó trong phòng khách để trưng bày rượu rất là đẹp. Tôi quay gần hơn để mọi người có thể xem được chi tiết hai chiếc tủ này. Hai chiếc tủ này thì chúng tôi làm giống y hệt nhau. Phần bên dưới này của chúng tôi thì là cùng có một cánh và một ngăn kéo và đục chạm tứ quý như là sen bình đấy quý vị. Đây cánh của tôi là đục chạm cánh sen nền gấm. Bên trên này bao gồm có một ngăn kéo này, tôi vẫn chưa lắp tay nắm quý vị nhé. Thì bên dưới này chúng ta có thể để những cái đồ kín trong này. Bên trên này thì là có một cánh lớn và ba tầng kính. Trên nóc này được đục chạm hoa lá tây. Hiện tại chúng tôi là ánh sáng buổi chiều nên là ánh sáng nó hơi kém một chút thưa quý vị. Còn sản phẩm của tôi là 100% là chất liệu gỗ hương đá Nam Phi đã hoàn thiện BU bóng rồi. Hơi lóe sáng một chút nên quý vị hơi khó nhìn. Đó, chiếc bên này thì cũng y hệt như vậy thôi. Đó, thì ở bên trên này nó là chúng ta lắp kính nên là nó phản sáng, quý vị hơi khó nhìn một chút nhé. Thì có 3 tầng kính này, thì quý vị có thể trưng bày những chai rượu của mình ở trong một góc phòng khách rất là đẹp. Đây, tôi đứng từ xa cho mọi người thì thấy được cái tủ góc này. Đó, quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại trên màn hình 0987 51086. Cơ sở chúng tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra thì quý vị có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com để có thể xem thêm những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất khác như là giường tủ, bàn ghế. Thì chúng tôi có để hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tại website đồ gỗ tùng 8.com để mọi người có thể tham khảo được. Đây thì một chiếc là có chủ nhân là anh Thắng ở tại thành phố Thanh Hóa thôi, còn một chiếc thì chúng tôi vẫn chưa có chủ nhân. Thì là quý vị nào có nhu cầu đăng ký thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi nhé. Mọi người có nhu cầu hoặc là quan tâm đến đồ gỗ nội thất thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, cũng như là có thể theo dõi được những video sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người nhé. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Đây, video của chúng tôi thì đang quay trực tiếp tại cái khu xưởng hoàn thiện chúng tôi đây. Đây phía bên này thì có một vài chiếc sập bằng chất liệu gỗ hương này. Đấy, cũng như ngoài một chiếc sập nữ phúc đây. Đấy, anh em thợ đang trong quá trình hoàn thiện. Đây, mặt sập nữ phúc đây quý vị này. Đây là 3 chiếc sập gỗ hương. Đang quý vị nhé. Ok.